Đây để thử nghe coi nước nó sâu tới đâu. Không coi coi nó sâu tới đâu thôi. Trời coi nè. Đó, nước mênh mông nước. Ghê không? À, nước với sông đấy bằng nhau luôn. Thưa bà con bác, đây là cầu rau răm. Ở đây chắc hồi xưa người ta trồng rau răm nhiều nè. À, đây là cầu rau răm. Con cá kìa. À, đây một cảnh chợ quê bán ăn với quê nè bà con. Trời ơi coi cảnh nước nổi nè bà con. Ủa sao vậy? Dạ không, dạ ngập đường không gì đâu. À, bây giờ mình đi lội nước mà. À, đầu là xin thưa bà con bác. Nào, giờ mình đi trải nghiệm lội nước đây. À, à cứ đi đi, không sao đâu. Đi lỡ đi luôn đi con. Cứ tới đây rồi quay ra chi nữa. À, à, ôi ôi coi nước kìa. À, dạ. Chạy đi trải nghiệm lội nước. À, bà con các bác xem nè. Nhất là hồi là ướt hết đồ đó. À, đây mình đi xuống mình trải nghiệm lội nước. À, nước này nước sạch nè. À, nước này nước sạch nè. À, giờ mình à, nước mùa nước nổi bà con. Cầu này là cầu rau răm, hồi xưa chắc khu này là trồng rau răm dữ lắm nè. À, đây bà con các bác ha, ba mày rồi cho bà con bác trải nghiệm luôn nè ha. Quay cảnh thực tế nhà dân này, họ xây lên nè, cao vậy nè. À, các bác ha. À, bên trong nè. À, những cái trải nghiệm thực tế nè. Ở đây là có cái đình, đình bé 10 phải không ta? Ở đây là cái đình phải không ta? Ở đây là như con sông nè bà con. Ồ, rồi, bà con bắt theo. Xích vô, xích vô. Đây, con sông. Con kênh hả? Đúng nè, nó dắt ra sông luôn nè. À, ở bên kia là cái nhà thờ. Đó bà con bắt thấy ghê không? Cái này là qua ngoài sông luôn rồi phải không? Ồ. Đây xin thưa bà con bác, trong nhà vườn nè. À, mình mâm nước không, cái chỗ này là chỗ người ta phơi hủ tiếu nè mọi người. À, ruộng vườn mênh mông, mênh mông ngập hết cũng khiếp ghê. À, bây giờ mình lên đường đi chợ nổi. Chào bà con các bác xem miền Tây sông nước. Ở đây sáng nay trời nước ngập dữ lắm nha. À, trời ngập nước dữ lắm. Không quên phải trời ngập nước nữa mà miền Tây mây Cần Thơ ngập lắm. Lên mà lên tới tới thắt lưng luôn bà con. Mà bà mày còn không quay được cảnh đó. Tại vì đoàn du lịch này họ dẫn mình đi né cái đường. Ờ sao cho đây mình nghe rõ không ạ? Dạ nghe. À, quá rõ luôn, giờ mình chụp tấm hình đưa rồi mình sẽ chuyển tiếp nha. Ok. Rồi. Quá sợ luôn mà nãy giờ không thấy ngập nước đâu. À, rồi xong nước nè. À. Cái cầu này là cầu ánh sao. Ôi ôi coi sắm nước nè bà con. À. Ôi ôi.
trên cầu Trăng luôn rồi bà con. À, cầu này cầu Ánh Sao nè, giống ở Phú Mỹ Hưng có cái cầu Ánh Sao. Nó bình thường là cái bến du thuyền mình nó sẽ đậu ở đây nó đón mình nè bà con, nhưng mà hôm nay là tàu ta né. À, nữa là khi mà tàu chúng ta ghé thì có được
mỗi khi mà trong làng tháp cõi lên là nó trời lên, nó nằm nó im, nó nghe không đi về, không ai hay hết. Thì là anh nắm được cái điểm yếu của nó, thế là trong làng gì ạ đã đặt ra một cái bẫy rất là lớn cho một bé sông, và nhờ những cô gái ở trong làng dựng một cái tuần là hát bội giả để dẫn dụ cái con cá sấu lên bờ. Và khi mà con cá sấu lên bờ nó sụp bẫy, thì lúc này là đã bắt được con cá sấu rồi. Ông chú rể thật ra rất là giận, một phần là muốn trả thù cho người con gái mình vương cái là vương lên cái mình đó, ở một phần là muốn thường họa cho dân, cho nên là đã chặt con cá sấu ra từng khúc từng khúc. À, cái đầu của con cá sấu á nó rơi vàng cái khu vực mặt cầu đầu sáu. Cũng lát nữa thì mình sẽ không có đi ngang cây cầu này, nhưng mà sẽ có đi ngang cây cầu cái răng, cái nơi mà cái răng của con cá sấu nó cắm xuống nha. À, và cũng là từ đó mà người ta khi mà cái chợ nổi hình thành á, người ta lấy cái tên gọi là gì ạ, cái răng, để đặt cho cái chợ nổi này. Wow. À, và quá hay. À, và người ta cũng thật sự là không biết chính xác là tại sao lại có tên gọi là cái răng. À, cũng có người nói là do người Khmer họ sinh sống ở khu vực bếp thôi mà rất là nhiều, và họ bán những cái bếp mà cái bếp ông táo đó. Ông táo là người Khmer họ gọi là bếp cà răng và liên tục chạy là cái răng. À, và ở tầng kho này ngày xưa khi mà Nguyễn Khánh xuống giữ trong Tây Sơn của quan trung Nguyễn Huệ, ông đến cái vùng đất này, và lúc bấy giờ tàu con đang dừng lại ngay cái khúc sông, chính cái sông này luôn, nhưng mà không biết tên sông này tên gì. Hỏi là thì tùng của mình bỏ cái đoạn đường ra ngay lúc bây giờ là không biết cái sông này tên gì, nhưng mà ông nghe được những cái tiếng đàn hát, những cái tiếng ca, đó là ông chặt lòng nhớ về quê hương của mình, nên là ông đã đặt tên cho cái con sông này là Cầm Thư Rang. Cầm Thư là đàn hát thi ca, rang là sông, Cầm Thư Rang là con sông của đàn hát của thi ca. Và từ cái Cầm Thư đó mà từ vùng mà sau này đồng chạy là Cầm Thơ. Cầm Thơ. À, và người ta cũng nói cho người là gì ạ, người ta lý giải một cái nữa là do ngày trước đó người Khmer họ cũng sống ở đây nè, và họ nuôi, họ bán, họ bắt rất là nhiều những cái con cá là cá sặc rặn. À, cá sặc rặn đó thì tiếng Khmer đọc là thịt kho, thịt kho. Nghe mà đọc thịt kho thì khó đọc quá. Nhiều người mình đọc rất dễ đọc hơn, thịt kho là dễ đọc hơn. Từ tiếng thịt kho đọc trải ra là thịt kho. Ở đây thì mình sẽ có một cái đặc trưng của vợ nội muốn chơi, khi mà mình đến thịt kho thì một điểm tham quan chắc chắn không thể bỏ qua, chứ là vợ nội cái ra. À, ở thịt kho thì ngày trước là còn như một cái vợ nội phân biệt đó nha chị. Nhưng mà chợ nổi Phong Việt nó khá là nhỏ. À, chợ nổi Phong Việt thì em nhớ là nó đâu đó tầm khoảng tầm 4-5 cái xe mà bán mấy lần chiều nó bay kìa. Và thường á, khách du lịch mà đưa cái chợ nổi Phong Việt á, người ta sẽ đưa giống như cái ghe mình ở xíu hồi nãy á, là người ta mới vô cái chợ nổi Phong Việt. Còn cái chợ nổi Cá Năm mình là cái tàu bự này là nhiều, nên vì cái chợ nổi Phong Việt khá là nhỏ. À, cái tàu nó dự về á, cái tàu đó chắc là cứ mà đưa từ bến Ninh Kiều mà 5 giờ là lội nước mà sáng thôi. Là hồi nãy cũng dựng gần rồi đó. Một cái điều khác biệt giữa chợ nổi Cá Răng và những chợ khác là gì ạ? Sắm quá trời luôn bà con. Đặc trưng đúng theo nha. Đối với bạn nhỏ nha. À, chợ nổi Cá Răng sẽ có một cái đặc trưng là bún treo, hay bún người lớn hơn đi. À, cái treo thứ nhất là người ta bán cái gì, người ta sẽ treo cái đó. Ví dụ như là người ta bán khoai lang, người ta sẽ treo khoai lang. Người ta bán dưa hấu, người ta treo cái dưa hấu lên luôn. Đó, là cái treo thứ nhất. Cái treo thứ hai là người ta sẽ bán nhưng mà người ta không có treo. À, những cái mà người ta bán, ví dụ như là trái cây nè, hoặc là những cái nồi bún riêu, những cái nồi bún bún tưới, vì những cái đó là người ta không có treo nha. Là người ta sẽ đậu cặp cái mé tàu hai bên của mình. Cái cặp cái thứ hai người ta bán nhưng mà không có treo. Đúng rồi, mình đâu phải nào mà mình treo quen chứ là đứt đèo ra được, đúng không ạ? À, treo được treo lâu tử rồi. À, cái treo thứ ba, cái treo này là đối các bạn nhỏ đi, đối tượng hơn nha. À, cái này người ta treo nhưng mà người ta sẽ không bán. Nãy giờ là mình có hai cái treo đầu tiên, đúng không ạ? Treo có gì để bán cái đó, rồi bán nhưng mà không có treo. Rồi tới thứ ba là người ta treo đó nhưng mà người ta không bán. Thứ đó mình tới thì mình trả lời cho câu hỏi đi nha. Và cái treo cuối cùng thì bây giờ thời hiện tại thì chúng ta sẽ thôi ít thấy chút xíu,
không phải là sale bán đồ quê, sale đồ quê thịt chó nha. Người ta là sale cái này bán cái kia thôi. Lúc giảm đó tránh là sale cái này bán cái kia thôi. Đó là do thế này là chị. Ngày xưa miền Tây sông nước, chủ yếu là người ta sống nhà lá. Nhà lá là những cái ngôi nhà mà được lợn bằng cái tàu lá dựng khô đó. Và ở trên sông những chiếc tàu nhỏ nhỏ rồi mà. Người ta sống trên những cái ghe luôn và người ta cũng xem cái ghe như là cái nhà của người ta vậy. Khi mà người ta đã đủ điều kiện rồi. Đây bà con có thấy sóng đánh ghê lắm bà con. Ồ, sóng quồn quồn quồn. Nhưng mà để mà vô vô vương thì cái ghe bự định cư lên là người ta không thể theo lên rồi. Cho nên là người ta sẽ dùng một cái tàu lá dược kia để người ta theo lên. Và khi mà người ta dùng cái tàu lá dược khô đó, người ta liên tưởng hình ảnh cái ngôi nhà. Tức là những cái người chủ ghe người ta đang bán cái ngôi nhà của mình. Cho nên là khi anh chị nào mà mình thấy cái ghe nào mà đang treo một cái tàu lá dược khô hoặc là một cái tàu lá thôi đó, không phải người ta bán lá dược khô nha, người ta đang bán cái ghe của mình đó. Được chưa ạ? Rồi, cách nên tới chợ nổi cái bạn nhỏ dược mình coi cái giường người ta treo nhưng mà người ta sẽ không bán nha. Cái tàu Trần Hoàng Lê, cái tàu này vẫn thành thành chắc thành khoảng tứ tháng thôi. Cái bên này, ngày trước đó, thì khi mà bến nước khách, tại vì bên này đó là bến xe mới mà khách mà từ Sài Gòn đi xe khách Phương Trang về đây là sẽ tập lên bến xe mới này, rồi Cần Thơ, xin lỗi, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, An Giang là đường cập về bến xe mới này, mà nói là từ bến xe mới mà bến xe qua bên Tư Vực, cái đường thì đoạn Hoàng Hà tập vô cái đại bến khách là đánh một dòng cái bờ xe mới mà đưa một dòng là bờ xe mới luôn là chưa tính thời gian mà đèn đỏ thì chưa đó nó sẽ rất là mất cái thời gian. Sau này tôi còn có đi tàu cho Hoàng Hà hoặc Hà Nội Long Kiều 30 giây là tới thôi. Ở Tư Vực thì nó cũng nặng với anh chị. Bởi vì có những cái Tư Vực sau này người ta cũng làm những cái quán cà phê khác thôi, bắt dù chiều tối là không phát như lắm. Nhưng mà mùa này mà tối mà đi cà phê chiêu chiêu là giờ ứ dò nữa. Chân ngâm nước quá lâu luôn. Đây cũng ngập nữa hả? Cần Thơ là ngập. Hồi nãy lát nữa lịch về đi em sẽ chỉ mình cái cầu Quang Trung. Cái cầu Quang Trung được mệnh danh là cây cầu rộng pha kè. Trong thời trước năm 2019 anh chị, xe 4 chỗ và xe 7 chỗ thì được phép lưu thông trên cây cầu đó. Xe 16 chỗ xe 29 xe 45 anh chị chạy ra tại vì do còn nó yếu. Sau 2019 thì cũng đã chỉnh sửa năm các cây cầu lên rồi. Nhưng mà cũng chỉ có xe 16, xe con mà xe 4 chỗ, 7 chỗ chạy thôi. Xe 29, xe 45 cũng không đi được đó. Và người Cần Thơ hay nói chơi là cây cầu Quang Trung này là cây cầu rồng Pha Kè. Ở ngoài Đà Nẵng có một cây cầu rồng á, có cái đoạn rồng mà phun lửa trên nước đó. Ở phụ huynh mình, anh chị mình đã đi Đà Nẵng rồi mình biết đó, đúng không ạ? Cần Thơ cũng có cây cầu rồng. Và cây cầu rồng này không có cái đầu, không có cái đuôi, có cái khúc giữa của tên Hồng thôi. Người ta mới nói vui là cây cầu rồng Pha Kè là như vậy đó. Pha Kè, rồng Pha Kè. Ồ, nước nó sông cuồn cuồn luôn mà con. À, đúng không? Vừa lại một thấy nước sông. Ở đây có bạn nhỏ nào thích trải nghiệm cảm giác mạnh không? Đó, con thấy đó không? Nó thấy cái ghe đó không? Ồ. Chiến sao được con, chiến sao được nha. Chiến sao được, chiến là hết cơ hội được con. Chiến sao đi. Mặc dù mình thấy vậy thôi nhưng mà mình ngồi lên thì cũng an toàn lắm anh chị. Tại vì những cái ghe như vậy người ta sẽ gọi là phương tiện thô sơ. Và thường thì những chiếc ghe đó là không có được chạy giữa sông đâu. Người ta sẽ chạy cặp tới bờ thôi. Giờ áo phao là đương nhiên phải đảm bảo trong cái quá trình mà di chuyển. Áo phao sau này là được cảnh sát giao thông đường thủy bắt buộc nghiêm ngặt. Nhớ là mình nhân khoảng năm 2021 là bắt đầu là nghiêm ngặt cái điều áo phao này. Hôm bữa đó em đang dẫn đoàn đi. Tại vì thì ý cũng như là tại đi ba tàu là tới hơn 100 phút rồi. Cái tàu của em á thì đủ áo phao rồi. Nhưng mà cái tàu em là cái tàu số 3, cái tàu thứ 2 tháng trước thì được thiếu áo phao. Thế là khách bên tàu thứ 2 nghèo quá, chấn lột những cái áo phao bên tàu của em. Cuối cùng là tàu của em là có đâu khoảng 7 người. Em luôn là 8 người là học cao phao. Và khi mà em đang đứng thuyết minh như thế này, đó, công an cho được thủy trong cái điện thoại lên xin tới. Với xin tới em cũng thấy hai, em cũng chào ảnh. Em nghĩ đâu là ảnh quên phim, ảnh rất tin liệu. Thì hai ảnh nó bật chứng. Anh đây bật chứng. Cuối cùng là phạm bên tàu bên em. Đưa tính tội nghiệp anh lấy tàu, anh tới triệu một người là tới 1 triệu bạc hay là 700 ngàn vậy đó. Bữa đó là tính luôn em là 8 người, không phao phao.
Cuối cùng đâu anh ấy bật chứng khỏi chói.